Hello mọi người, chào mọi người quay lại với channel của mình nha. Tèo đây, tèo đây. Thì hôm nay hiện tại mình đang ở Texas, Houston. Bây giờ thì mình đang trên đường lên nhà anh Trí khói xe. Tại nãy anh Trí có nhắn mình thì mình sẽ quay trên đường đi. Có gì chút nữa tới đó gặp mọi người sau nha. Hello mọi người. Hello mọi người, thì nãy giờ mình tới nhà anh Trí rồi. Hello anh Trí. Dạ khỏe. Biết em. Dạ. Hai anh Trí. Dạ, anh này bà xã em với bạn. Cái gì? Vũ. Vũ. Nãy giờ chạy từ đó xuống đây 30 phút á. 30 phút à? 30 phút. Đi lộn đường. Đi lộn. Phải trả thô. Qua đây mấy bữa rồi. Em mới qua hồi sáng sớm nay. Wow, gimbal đã quá ta. Dạ, gimbal. Ồ đã. Chỉnh phone với camera được. Ồ được không? Dạ. Em mua đâu? Em mua Best Buy. Ồ Best Buy quán hả? Hiểu gì chút cho anh cái hiểu nha. Dạ, đâu, ok, chút gì em đưa anh luôn. Đây. Ok. Đâu, đây anh Trí đây mọi người. Lần đầu tiên anh em gặp nhau. Ủa anh đâu biết em làm vlog không? Có chứ. Vậy hả? Em làm đó. Thì đó, đây anh khói xe. Chia sẻ, dạ. Cho nên em phải thương. Thương người Việt Nam đây, những người anh em Việt Nam đây để cố gắng để quay những cái này cái kia để chia sẻ các bạn, thì các bạn thấy cái nào hay các bạn học đó. Đừng có chửi nhiều kênh thấy chửi sợ quá. Dạ. Sao vậy, lâu quá không dạ. Quá gặp Trí anh em gặp. Vậy là tụi em vậy? Em thì em ở lại tới thứ hai tuần sau. Ồ vậy đó. Dạ. Ủa đi đi ký định là sao? Đi ký định thăm gia đình mình chú vợ. Phải đó. Có bia không? Bia à? Bia hả? Anh bia, ok làm chai đi. Hãy làm chai ha. Dạ. Dạ dạ. Mới qua anh Trí. Dọc đại đó vậy đó. Dạ, dọc đại master đúng. Dọc đại đó vậy. Thành Trí khiêm nhường quá. Đó, thì mình mới vừa tới nhà anh Trí. Thì ảnh đang sửa mấy chiếc. Hôm bữa thì ảnh mới đi festival về. Đây có McLaren. Đó, các bạn thấy xe ai quen không? Đó. Các bạn thấy xe của ai quen chưa? Đó, xe của anh Sơn Phan. Rồi xe này của hình như là bạn anh Sơn Phan luôn. Ủa chừng nào anh Chí mới xe anh về? Trong này đó, xe anh Trí đây. Fan của Tèo Vlog cứ hỏi qua anh Trí là quay xe anh Trí đấy. Đó, các bạn vừa lấy chưa? Đây, xe anh Trí đây. Aventador anh Trí. Đó. Thì mình xin quay ấy thôi, mình không có quay đằng sau đít nha mọi người. Tại vì private của anh Trí cho nên mình không có muốn quay cái biển số xe của anh. Đó, thì bên đây là các bạn coi vlog của anh Trí thì thấy xe này hình như xe của anh Thành. Nẹt bô dữ lắm nè, chiếc này nẹt bô dữ lắm á. Wow, quá tuyệt vời luôn. Quá vinh dự quá được qua nhà anh Trí. Đây, đây chiếc McLaren. Đó thì bạn nào coi cái vlog mới ra của anh Trí thì ảnh đang gắn cái bô Trí Aero của anh Trí này. Đó, Titanium. Chào chú thôi. Hello. Chào Minh Đăng Quang. Hello. Wow, đẹp quá ha. Đó, anh Trí xong rồi, gắn bô xong nè. Đó, thì anh em nào mà lân cận, anh em nào ở Michigan chơi xe muốn phăng xe đồ là cứ liên hệ anh Trí nha. Thì có gì mình sẽ để cái link kênh của anh Trí xuống dưới này. Để cho các bạn cần gì thì cứ liên hệ anh Trí. Đó, wow, quá trời đẹp quá, quá giỏi luôn. Đó, anh Trí giỏi quá giỏi, McLaren 720S. Đó, wow. Lần đầu tiên à, mình Tèo Vlog.
Đó, thì đây. Bên này là, này là xe của Minh hả anh? Minh, đúng rồi, Minh. Minh ở bên Ohio. Xe của em hả? Bữa nào đợi anh Trí, nhờ anh Trí tìm nè. Này là Toyota Supra. Wow, ngầu quá trời chứ. Tay lái carbon. Đó, bạn thấy chưa? Hôm nay mình được tận mắt nha, được rờ cái xe của anh Sơn Phan nè. Xe Sơn Phan Trí làm đẹp quá trời luôn. Rồi mấy cái đó gì vậy? Trí sao dục rồi đó? Không ai lấy nè. Không ai lấy nè. Cái original hả? Mua mắc mà bán không nhiêu tiền. Wow, thì đó, này là chiếc này là ngựa xích thố của anh Trí đi xuyên bang nè. Này là ngựa xích thố của anh Trí nè. Đi xuyên bang. Xe kiếm tiền. Xe kiếm tiền. Đó, này là chiếc Audi. Audi R8 Supercharged luôn. Wow, nhà anh Trí rộng quá. Coi video mà giờ mới được gặp anh em luôn. Yeah, Sơn Phan luôn á, anh Sơn Phan á, YouTube. Anh ở bên Ohio, gần cách em 5 tiếng. Anh mới đi festival, gửi xe rally với anh Trí á. Mới đi rally về thì anh qua đây, thì chắc anh tính mua qua đây anh để luôn. Nhà anh Trí quá rộng, quá đẹp luôn. Wow. Ở đó Việt Nam ở đây, kén mấy chó đó. Chạy nó tầm kém con chó té. Nên chiếc này đẹp quá trời luôn, nguyên carbon luôn. Wow. Để anh về chiếc này anh lại mua ra bán. Nhiều có mấy chiếc vô đây luôn. Dạ. Đó. Thì các bạn nào mình sẽ để cái link ở dưới, bạn nào muốn thì cứ liên hệ anh Trí nha. Rồi em chọn được chiếc nào chưa? Tương lai để sắm. Chiếc đó được á. Đó, chiếc đó đó. Hả? Đó, bãi vô đây cho quay luôn. Dạ. Yeah. Mình xe Sơn Phan cũng dữ lắm á. Khá làng phá sớm á. Muốn ngồi hay ngồi cho ổng ngồi. Nó em có cái nút bấm lên bấm xuống được. Cái gầm á. Anh lên dốc xuống dốc á. Xe Sơn Phan này. Thấp quá trời. Trí phải dê xe tại vì chiều có mấy chiếc xe nữa tới cho nên anh phải ký chỗ đậu. Tại vì cái lúc mà mình so cái xe lên đó thì nó đẩy cái hơi ra cho nên nó ồn, mà mình chạy nó đầm nó không nghe gì hết á. Giờ đâu có nghe gì đâu, đâu có nghe ồn đâu. Chừng nào mình về natural mình nẹt bô nó mới lớn. Anh Trí, anh dê xe anh ra. Để mới hay. Đó, úp tính cái cửa đó, dưới cửa này nè. Chiếc này là chiếc đầu tiên ổng mua, Trí mua, chiếc đầu tiên mua.
Mỹ mà nó thích rồi. Mà đi canh 12 giờ trưa mới ác chứ. Đúng rồi. Em không hiểu tại sao thí dụ là canh giờ đó. Đó mình đi ra mình bán đứng đằng đất ra mình 5 phút rồi mình bị không lỗ. Là nó nhức đầu thì không lỗ. Đó. Chắc mai luôn, chưa mai luôn. Chỗ này còn đầu được 2 chiếc không anh Trí? Chiếc hả? Chẳng 2 giờ đâu. Ờ. Chuyện kiểm không nghe. Dạ, về trả xe đi đón, đi rước mấy đứa nhỏ đi học về. Oh, dạ. Bây giờ chạy về kiểm không? Kiểm, chắc kiểm. Xem đi tình địa thú rồi. Chạy về đó, né thô thôi. Giờ qua có kẹt xe luôn rồi. Thôi, chụp hình tí là gì? Thôi, về. Thôi. Ok, thôi. Mình nghĩ chắc video kết thúc ở đây. Nãy giờ mình cũng ghé nhà anh Trí cũng lâu rồi. Giờ mình về. Đây, anh Trí đây. Rồi, anh Trí tạm biệt. Có gì gặp sau. Dạ, bye bye các rồi. Bạn fan của anh Tài Tèo Vlog. Dạ. Bây giờ mình về nha. Trời ơi, anh Trí, bye anh Trí. Đâu ba anh nghe, thank you anh nhiều. Dạ, có dịp gặp sau anh. Trời ơi. Trời ơi, 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 trời ơi